Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của công ty thiết bị y tế Phương Đông. Với phương châm phục vụ bệnh nhân kịp thời là ưu tiên số 1. Trong thời gian tới, Phương Đông sẽ sản xuất các video về đảm bảo chất lượng xét nghiệm. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để liên tục được cập nhật nha. Ở video trước, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về biểu đồ Leverzenning là gì, ý nghĩa của nó trong kiểm soát chất lượng xét nghiệm ra sao. Trong video thứ hai này, chúng ta sẽ học cách sử dụng biểu đồ Leverzenning để đánh giá kết quả nội kiểm thông qua các quy tắc Westcott. Bắt đầu nào. Năm 1981, tiến sĩ James Westcott, giáo sư danh dự của Đại học Wisconsin, đã công bố trên tạp chí Hóa sinh Lâm sàng một đề tài về kiểm soát chất lượng xét nghiệm, từ đó làm cơ sở cho phân tích kết quả nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm. Các quy tắc Westcott được xây dựng dựa trên nguyên tắc kiểm soát quá trình thống kê, sử dụng trong ngành công nghiệp trên toàn thế giới từ những năm 1950. Có 6 quy tắc Westcott cơ bản. Các quy tắc này có thể là đơn quy tắc hoặc đa quy tắc. Các quy tắc Westcott có dạng N, L, trong đó N là số lượng kết quả nội kiểm, L là khoảng giới hạn thống kê. Ví dụ, quy tắc 13S, tức là có một giá trị nội kiểm nằm ngoài giới hạn cộng 3SD hoặc trừ 3SD. Các quy tắc Westcott thường được sử dụng với 2 hoặc 4 phép đo cho một lần chạy nội kiểm, thường được áp dụng cho các xét nghiệm hóa sinh với 2 mức nội kiểm. Đối với các xét nghiệm huyết học, đông máu hoặc miễn dịch, thường sử dụng 3 mức nội kiểm thì có thể thay thế bằng một số quy tắc Westcott khác. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với các quy tắc Westcott thường sử dụng trong xét nghiệm hóa sinh với 2 mức nội kiểm. Quy tắc đầu tiên, quy tắc 12S. Đây là một quy tắc cảnh báo khi có một giá trị nội kiểm nằm ngoài giới hạn cộng trừ 2SD. Quy tắc này được sử dụng như một quy tắc cảnh báo nhằm nhắc nhở phòng xét nghiệm kiểm tra cẩn thận dữ liệu nội kiểm, tìm kiếm sai số ở lần hiện tại và các lần phân tích trước. Nếu không có lỗi nào được xác định, sẽ được chấp thuận là một lỗi ngẫu nhiên, kết quả xét nghiệm có thể được báo cáo. Quy tắc tiếp theo, quy tắc 13S. Đây là một quy tắc loại bỏ khi có một giá trị nội kiểm vượt mức giới hạn cộng trừ 3SD. Khi vi phạm quy tắc này, lần chạy nội kiểm bị loại bỏ, kết quả xét nghiệm không được báo cáo khi chưa tìm ra nguyên nhân và khắc phục. Chúng ta đến với quy tắc tiếp theo, quy tắc 22S. Quy tắc này có thể áp dụng cho 2 lần chạy liên tiếp ở cùng mức hoặc cùng một lần chạy ở 2 mức nội kiểm. Với 2 mức nội kiểm trong cùng một lần chạy, quy tắc 22S xảy ra khi có 2 kết quả nội kiểm vượt mức giới hạn 2SD về một bên. Trường hợp thứ hai, có 2 giá trị nội kiểm cùng mức nồng độ liên tiếp nằm ngoài giới hạn 2SD về một phía. Quy tắc 22S cũng là một quy tắc loại bỏ. Quy tắc tiếp theo, quy tắc R4S. Quy tắc này chỉ áp dụng cho một lần chạy xảy ra khi kết quả nội kiểm ở 2 mức trong cùng một thời điểm phân tích cách nhau khoảng 4SD, có một kết quả vượt cộng 2SD và một kết quả vượt trừ 2SD. Chúng ta đến với quy tắc tiếp theo, quy tắc 41S. Quy tắc này có thể áp dụng cho 2 lần chạy liên tiếp ở cùng mức hoặc một lần chạy ở 2 mức nội kiểm. Trường hợp thứ nhất, 4 kết quả nội kiểm cùng mức nồng độ liên tiếp nằm cùng về một phía giới hạn cộng trừ 1SD. Trường hợp 2, 2 kết quả nội kiểm ở 2 mức nồng độ khác nhau liên tiếp nằm cùng một phía về giới hạn cộng trừ 1SD. Quy tắc 41S cũng là một quy tắc loại bỏ. Chúng ta cùng đến với quy tắc tiếp theo, quy tắc 10X. Quy tắc này có thể áp dụng cho cùng mức hoặc 2 mức nội kiểm. Trường hợp thứ nhất, 10 kết quả nội kiểm liên tiếp ở cùng mức nồng độ nằm về một phía so với đường trung bình mean. Trường hợp thứ hai, 5 kết quả nội kiểm liên tiếp ở 2 mức nồng độ khác nhau nằm về một phía so với đường trung bình mean. Quy tắc 10X cũng là một quy tắc loại bỏ. Tiếp theo sẽ là các quy tắc Westcott thường được áp dụng cho các xét nghiệm
có 3 mức nội kiểm khác nhau. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với quy tắc 2 ở 32S. Loại bỏ khi 2 trong 3 kết quả nội kiểm vượt giới hạn cộng 2SD hoặc trừ 2SD. Quy tắc tiếp theo, quy tắc 31S. Loại bỏ khi 3 kết quả nội kiểm liên tiếp vượt về một phía giới hạn cộng 1SD hoặc trừ 1SD. Quy tắc 6X. Loại bỏ khi có 6 kết quả nội kiểm liên tiếp nằm về một phía so với giá trị trung bình. Chúng ta đã cùng tìm hiểu về các quy tắc Weierstrass áp dụng cho 2 và 3 mức nội kiểm. Vậy cách sử dụng quy tắc này như thế nào? Tiến sĩ James Weierstrass đã sơ đồ hóa sử dụng các quy tắc Weierstrass cho 2 mức nội kiểm như sau. Khi có dữ liệu nội kiểm, thứ tự đầu tiên cần kiểm tra là có xem vi phạm quy tắc 1.2S không. Nếu có thì đây là một lỗi cảnh báo, kết quả vẫn có thể trả. Nếu không, lần lượt kiểm tra xem có vi phạm quy tắc 1.2S, 2.2S, R4S, 41S, 10X. Nếu vi phạm bất kỳ quy tắc nào trong các quy tắc trên thì đều phải loại bỏ lần thực hiện nội kiểm đó, sau đó tìm nguyên nhân và khắc phục. Còn đây là sơ đồ sử dụng các quy tắc Weierstrass cho 3 mức nội kiểm thường sử dụng cho các xét nghiệm huyết học, đông máu và miễn dịch. Cũng tương tự như trên, khi có kết quả nội kiểm, ta lần lượt kiểm tra các quy tắc 1.3S, 2 ở 32S, R4S, 31S, 6X. Nếu vi phạm bất kỳ quy tắc nào, chúng ta phải loại bỏ lần thực hiện nội kiểm đó, sau đó tìm nguyên nhân và khắc phục. Trên đây là các quy tắc Weierstrass cơ bản sử dụng để đánh giá kết quả nội kiểm. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi trả lời cho câu hỏi cần phải làm gì khi kết quả